cũng phải không? Đó, sao lại đứng đây? Nhỏ mẹ ơi, mẹ thương nhá. Mẹ mẹ làm mẹ quên cả em nữa nó nhỏ. Thương em nhé. Ôi giỏi quá. Mút tay à? Đi ra ngoài nhá. Mẹ bế ra ngoài nào. Mẹ bế ra ngoài ngoan nhỉ. Thương quá. Cưng ngoan quá. Uống nhiều đấy nhá, đừng có cắn cắn một răng này cắn rồi còn uống gì nữa. Không uống no quá nè, tí để uống nữa nhá. Để mẹ lấy khăn. Đâu á, ngoài võng hả? Úi, em uống sữa rồi, em buồn ngủ rồi này. Em ngủ rồi. Ta trông em cho mẹ nhá. Em đi, ngủ rồi uống thuốc sao ba. Trông em cho mẹ để mẹ giả thuốc cho em nhá. Nghe không? Nha.
Thuốc của em đấy, mẹ làm thuốc cho em mà. Rồi, uống rồi con. Cái gì? Thì mẹ cho em uống thuốc. Nào, nghe nó. Con ngồi xuống đây đi mẹ. Con ngồi xuống đây. Nào nhấc, nhấc, nhấc để mẹ chải nào, để khăn không. Đi tí nữa còn chơi với em nha. Ngồi xuống đây. Đi nào. Mẹ không chịu. Thế ngồi đây đi. Ngồi yên mà. Để thuốc cho em uống nhá. Ôi. Giờ đây. Nào. Thuốc đắng lắm đấy. Ngon nhé. Đập tay đi. Rồi rồi rồi, ngoan ngoan ngoan. Đây đây đây. Ta nhấc cái đầu lên được. Cho em uống nữa. Giờ ta ta ngồi ngồi lên ta. Đắng quá. Quá giỏi rồi. À uống miếng 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 miếng. Giỏi nha, em giỏi nha, uống cho khỏi nha. Đắng quá. Ôi trời ơi. Pha sữa nhân lấy thuốc cho con uống nhá. Nào cho em nằm xuống đi để mẹ lấy bỏ sữa vào như thế. Nào, ta ngồi xuống đây. Đi ngồi xuống đây. Uống cả em chứ. Hả? Rồi rồi rồi. Để pha sữa đi. Để em uống cho đỡ đắng nha. Rồi mẹ bỏ thuốc, bỏ sữa vào thuốc cho em uống nhá, cho đỡ đắng nhá. Để mẹ bế, mẹ bế ăn, mẹ bế ăn lên. Đấy, nè. Nào, uống. Ngọt quá nha. Hết rồi nhá. Này còn nhiêu này hết này. Rồi. Cô đồ uống nữa đã hết rồi, hết rồi. Thôi thôi thôi. Thuốc mà ngọt quá nhỉ. Chương ca. Chuẩn bị lau đi. Lau miệng nào, mẹ lau miệng. Ca gì ra? Ca uống thuốc không? Rồi, này, cho ta bé này, bé em này, này,
Để em nhé. Để em đi, đợi em đi rồi đúng không? Ở trong em này mẹ cất đồ nhá. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống kìa, để mẹ làm, để mẹ làm. Ngồi xuống đây, con ngồi đi, ngồi đi.
ngon không? Em ăn hơi cay nhiều đó nhỉ. Rồi, rồi con ngồi xuống cho mẹ làm cho em nào. Muốn tay à? Thơm á. À, rồi 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 xong. Rồi mẹ lau dưới nha. Nào mẹ chơi. Cho em nằm. Em giỏi nhá, em ngoan nhá. Ôi sao chưa chưa. Đấy. Ngoan chưa? Ngoan chưa? Giỏi nhá. Nào nào nào. Rồi 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 xong xong. Cha bắt chí cho mẹ ca. Thích nhỉ. Này, coi coi coi. Em giỏi nhá. Nào. Em bị tay đây. Cao thì cao. Tắm xong rồi nha. Ra đâu ấy? Ra lấy khăn cho mẹ với nha. Mẹ quên khăn rồi này.
về nhà đi con. Đi, tí đã xuống dọn nha. Con vào mặc đồ cho em nữa nha. Em phô rồi lấy sữa cho em uống nha. Ca uống sữa không? Mẹ lấy sữa cho ca uống nữa nhá. Nha. Ca giỏi có mẹ thưởng cho ca nha. Nghe không? Rồi. Rồi ca trông em này, mẹ lấy sữa cho cả ca uống nữa nhá. Nha. Mẹ lấy sữa cho nha. Để cho ta nha, cho em nha. Rồi, ca ngồi xịt ở đây. Ngồi xịt ở đây. Ngồi ra để mẹ cho em uống nhé. Rồi ca uống. Rồi em ngoan em uống sữa này. Đói bụng người vậy nhỉ. Uống sữa xong mẹ mặc điểm nhé. Ta cắm bình vào kìa. Đừng có lôi ra. Đây đây đây. Hết rồi à? Không uống nhanh thế. Ngoan quá, hôm nay ca giỏi nha. Nha. Đây ca giỏi nha. Sữa là mẹ thưởng ca nha. Nha không? Ca chăm em này. Để ta lấy khăn thì em tắm này. Rồi em không uống nữa. Rồi. Đang muốn uống. Rồi em uống. Phải mẹ cắt, cắt. Ngon nha. Cái khăn lau cái miệng em. Mẹ cắt. Mẹ cắt luôn. Để đi. Mẹ cắt, con ngồi giúp. Thôi hết rồi mà. Ủa đang còn. Em giỏi chưa? Rồi hết rồi, hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Chú đi em lên. Ui, em bỏ em làm em làm 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 làm. Cái gì á? Nhìn gì á? Điểm to quá. Cao cắn, cắn bình quá. Cầm cái ống này. Sữa mà em mặc bỉm em ngủ rồi. Mẹ bé em đi theo đi chơi mà. Đưa đi mẹ, đưa mẹ cắt nhé. Mẹ cắt nha. Rồi sữa của em này, em uống bao nhiêu? Cắt cái tí em uống nè. Mẹ bé tao đi chơi nha.
ra ngoài. Thank you.
gì? Nói gì? Nói gì đó mẹ nghe. Mày giận mẹ hả? Cái gì đang này? Đi đâu? Em à? Sao? Mà bảo mẹ trông em hả? Ừ? Con đi đâu? Ừ? Em đâu rồi trông mẹ trông em? À, để cho trông em nhá. À, đây mẹ em à? Kệ em mẹ này. Ôi, ôi, em ngoan. Đang ngoan. Mẹ cá thương em thế. Ui, em ngoan đấy nhờ. Em ngoan nhờ. Ừ? Ai? Em bứt tay kìa. Em bứt tay kìa, em đói bụng chưa? Ừ? Ôi đừng cấu anh nhá. Đừng đào vào mặt anh nhá. Cái gì á? Hả? Con nào để mẹ bế em nhá. Mẹ bế em ra ngoài nhá. Sao rồi ca? À con buồn ngủ hả? À con buồn ngủ phải không? Thế con nằm đây con ngủ đi. Nằm xuống đây. Nằm anh ngoan nhá. Mẹ bế em ra ngoài cho em ăn nhá. Em nằm đi. Mẹ đã sửa nha. Mẹ đã sửa cho em nha. À, uống nữa không? À, uống nữa. À thôi à. À thôi à. Thôi nha.
trước có đây nè. Rồi sắp hết rồi, sắp hết rồi. Rồi. Hết rồi. Hết rồi. Xong rồi nha. Giỏi quá. Em bút nhá. Nghe này. Em bỏ tay ra. Người ấy không chịu.